Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đau Nhức với bác sĩ Vũ Thu Giang đến từ văn phòng Vũ Chiropractic. Kính thưa quý vị, văn phòng của bác sĩ Giang trên đường Bel Air nằm trong khu Sài Gòn Plaza gần nhà hàng Kim Sơn, rất là dễ tìm để một quý vị có thể đến được bác sĩ Giang tham vấn những cái vấn đề sức khỏe về đau nhức, và nếu quý vị có chữa trị thì cũng rất thuận lợi để mà đến đó, rất dễ tìm. Và hôm nay kính thưa quý vị, thì trong chương trình trước bác sĩ Giang có trình bày về những lời khuyên tư thế làm việc của nhóm công việc tay chân, những chuyên viên làm nail làm tóc, để những người làm ở hãng xưởng hay là khiên nặng vác nặng. Thì hôm nay tiếp tục cái chương trình mà thật sự bổ ích đó, thì bác sĩ Giang sẽ trình bày những lời khuyên về những đối tượng làm văn phòng, rồi những bạn sinh viên ngồi học ra làm sao. Thì quý vị lắng nghe để có thêm những cái kinh nghiệm để mà tránh những chứng bệnh đau nhức. Thì trước hết xin chào bác sĩ Giang ạ. Xin chào Hương Yên. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì quả thực là chúng tôi làm chương trình vừa rồi đó, thì cũng rất là thích khi mà được có cái sự phân tích, mặc dù chúng ta thấy rất đơn giản lắm, ai cũng có thể biết, nhưng mà không ai có thể chú ý cả. Cái điều rất là quan trọng. Thì hôm nay đó, thì đối tượng văn phòng thì bác sĩ Giang sẽ chú ý điều gì ạ? Thường đối tượng văn phòng á là cứ ngồi hoài thôi, là cứ một cái công việc là ngồi, và đa số đối tượng văn phòng là ngồi với cái computer, ngồi với cái keyboard, với cái mouse pad. Cho nên là những cái đó là những cái quan trọng Giang sẽ chú ý đến, cái tư thế ngồi, cái ghế ra làm sao, cái bàn ra làm sao, cái tay mình để như thế nào và cái đầu mình như thế nào để cho mình tránh bị đau. Và nếu mà Giang có thời giờ, Giang sẽ chỉ xong một số cái exercise, stretching exercise. Khi mà mình ngồi văn phòng, mình có thể vừa ngồi mà mình có thể stretch được. Thì nếu mà Giang có thời giờ, Giang sẽ chỉ thêm cái đó. Và những cậu học sinh thì những cô nữa chứ. Hương Yên định ý kiến luôn. Những cô cậu học sinh thì có thể như thế nào để cho nó đừng có đau, với lại nó đừng bị khòm lưng, hay là những bị đừng có bị lệch cái vai hay là gì đó, thì mình sẽ nói về tập trung vô những cái này. Dạ. Kính thưa quý vị, nói tới bệnh nghề nghiệp nó muôn trùng lắm, nó nhiều lắm những chứng bệnh nghề nghiệp mà từ những công việc nó làm chúng ta bị bệnh. Mà nếu mà chúng ta đó, người ta nói là sinh nghề tử nghiệp, bác sĩ Giang. Tuy nhiên chúng ta có thể hạn chế được những cái bệnh nếu mà chúng ta có nhiều những cái chú ý, chúng ta đừng có chủ quan và chúng ta đừng có thờ ơ. Chúng ta chú ý một chút, và một trong những chú ý đó là ngay chương trình này, phải không ạ? Chính xác. Rồi bây giờ bác sĩ Giang khuyên điều gì ạ? Cái đầu tiên á, là Giang sẽ có một cái hình về ngồi sai như thế nào, nó sẽ đau mình những cái chỗ nào. Dạ vâng. Thì là giống như là cái hình mà ouch. Thì cái hình đó, đó là một cái anh chàng, ảnh ngồi không đúng tư thế, và ảnh ngồi quá cong cái người ảnh đi, và cái tay của anh để cũng không đúng tư thế, thì sẽ làm cho cái hình cái hình này cũng hấp dẫn, hình nằm, hình đứng, cái hình mà cong cái lưng cong á sai á. Đây cũng là những dạng, đây là cái sai, giống như là cái đó là ngồi á, mình ngồi cái ghế á, là mình phải ngồi nguyên cái mông mình lên trên cái ghế, chứ không phải ngồi nửa tí mông thôi. Hương Yên thấy này là cô nào cũng sẽ bị lỗi cái này, vì cô nào cũng ngồi chớm chớm cái ghế thôi. Dáng. Thì ngồi như thế á, thì cái lực của mình á, nó sẽ làm cho cái mông mình sẽ bị đau, rất là dễ bị đau cái mông, mà dễ đau cái chân nữa. Cho nên là cái ngay cả cái tay của mình nó cũng không thẳng. Thì đó là một trong những cái tư thế thứ nhất á, là cái tư thế đúng. Cái tư thế hai á, là tư thế sai. Cho nên ngồi á, lúc nào mình cũng phải ngồi nguyên cái mông mình lên trên cái ghế đó. Dạ vâng. Cái hình kế á, là cái hình mà ngồi nữa. Thì có thể ban kỹ thuật cho một cái hình ngồi, Giang sẽ chỉ chi tiết hơn. Thì cái này á, là những cái điều mà mình nên chú ý khi mà mình ngồi. Thì cái lúc đó là cái đầu mình lúc nào cũng thẳng. Cái thứ nhất mình, đây là phải ngồi check, đúng phải không ạ? Ngồi đúng. Dạ vâng. Là mình check cái đầu mình phải thẳng. Cái thứ hai á, là cái mắt mình á, lúc nào cũng phải nhìn vô cái computer mình mà thẳng luôn. Là cái computer mình phải để ở cái level mà cái mắt của mình nó nhìn thẳng được, chứ không phải nhìn cúi xuống hoặc là ngửa lên. Cho nên là nếu mà cần á, thì mình phải nâng cái computer lên hoặc là thả cái computer xuống cái monitor. Rồi kế nữa là mình check á, cái shoulder của mình, cái vai của mình lúc nào cũng phải thoải mái,
không có bị phải nhướng lên hoặc không có bị sụi xuống. Là cái đó để mà có cái vai thoải mái thì là cái tay của mình ra đến cái keyboard là nó phải 90 độ, là nó vuông góc với nằm nhau, trên mặt phẳng đó. Nằm trên mặt phẳng, đúng rồi. Thì cái lúc đó thì cái tay mình nó sẽ nghỉ ngơi một thoải mái và cái cổ tay của mình thoải mái. Kế đó là cái lưng của mình thì nó phải có cái support, là giống như cái lưng nó phải có cái dựa đàng hoàng. Thì cái dựa đó là một trong những cái mà nó dựa mà nó đủ cứng để cho nó dựa cái lưng mình vô. Kế nữa là nhìn thấy, nếu mà có nhìn thấy cái đùi á, thì cái đùi mình cũng song song với cái mặt của ấy chứ, cái đùi mình không có cao quá mà cũng không có thấp quá, là nó nằm nghỉ ngơi trên cái mặt ghế của mình. Rồi khi đó mình mới check đến cái chân. Cái chân á, nếu mà cái chân mình nó, tại người Việt mình á thì đa số chân ngắn hơn là những cái người Mỹ. Thì nếu mà cái chân, cái bàn á nó làm cao quá mà mình phải nâng cái ghế lên á, thì cái chân mình nó hỏng. Thì nên có một cái kê chân để cho cái chân mình nó nghỉ ngơi trên cái đó mà nó thoải mái. Thì đó là những cái mà tư thế mà của một cái người làm việc văn phòng á. Tại vì mình làm văn phòng á, đa số công việc văn phòng là cứ ngồi thế thôi và ngồi rất là lâu. Thì một trong những cái dân khuyên nữa là nên mỗi 30 phút là đứng lên, đi một chút xíu thôi, đi chừng 1-2-3 phút thôi rồi trở lại ngồi lại. Chứ đừng có ngồi liên tù tì từ sáng đến trưa, rồi trưa mới đi ăn, rồi trong liên tù tì từ trưa đến tối. Thì đó là những cái mà những người mà dễ bị đau là tại họ ngồi quá lâu, thời gian quá lâu thì cái lưng nó sẽ bị cứng lại. Nhiều khi đứng lên là đau lưng là do cái ngồi quá lâu mà không có một cái break nghỉ giữa những cái ngồi lâu đó, thì nó sẽ tạo ra cái áp suất nó xuống cái đĩa của mình, thì nó dễ làm đau cái đụng vô cái dây thần kinh của mình rồi mình bị đau lưng. Rồi có khi cái cơ của mình nó chịu không nổi thì nó dễ bị làm cái cơ nó bị co thắt ở trong lưng. Nhưng mà Hưng Yên có cái câu hỏi này rất là cụ thể. Một người ngồi ghế dựa đó, có nhiều loại ghế dựa lắm bác sĩ Giang. Có loại đó là dựa tới cái lưng mà thôi, chẳng hạn như cái ghế của bác sĩ Giang đang ngồi đó là dựa tới cái hông thôi. Nhưng mà có những cái ghế mà dựa luôn tới vai, rồi có những cái ghế là dựa luôn qua đầu luôn. Như vậy cái nào là tốt nhất để dùng? Nếu mà Hưng, để Giang sẽ có một cái hình cái ghế để Giang nói là những cái ghế nào là tốt nhất. Thì cái ghế mà tốt nhất á, thực sự á, là nên cái ghế nó khoảng cao như là cái back nó phải ngay cái đó mình có thể adjust được. Cái ghế mà tốt nhất là cái lưng á, Hưng Yên thấy cái lưng để backrest á, là cái lưng á, nó phải có thể adjust theo cái chiều cao của mình được. Thì đó là cái tốt nhất. Có nghĩa là không cần phải quá cổ phải không ạ? Không cần. Cái lưng là cái quan trọng nhất. Tại thường mình ngồi trong vòng, thực sự mình có bao giờ mình dựa được cái đầu xuống ngồi cái kiểu đó? Thì thực sự cũng thoải mái lắm. Cái đó là hơi bị lười rồi. Thì cái ghế đó, chưa nói xong cái ghế. Cho Giang lại cái hình cái ghế. Ok, cái ghế đó là cái dựa lưng là phải cho nó cao lên vừa đúng cái lưng của mình. Cái chỗ lõm của cái lưng là cái dựa, cái ngay cái dựa đó. Kế nữa là cái dưới nó phải có cái độ nhún ở cái dựa đó, là phải có độ nhún để cho mà cái lưng của mình á mà nó có thể xoay được 360 độ. Cái độ xoay nó cái phải miếng có tựa đó, cái tựa miếng dưới tựa đó. Rồi, cái độ cao của cái ghế phải adjust được để cho mình adjust được cái chân của mình cho nó vừa và cái độ ngồi của mình nó vừa với cái bàn của mình. Cái bánh xe bây giờ là họ phải năm cái bánh mới đúng. Còn mấy cái loại mà ít bánh xe hơn nó rất là nguy hiểm, nó dễ bị ngã. Cái bánh xe 5 bánh thì cái ghế nó không có cái khả năng nó bị ngã lật nhiều bằng những cái bánh xe giống như 4 bánh xe thì dễ lật hơn. Thì cho nên là luôn luôn mua cái loại mà 5 bánh xe mà có thể xoay vòng được. Thì khi mà mình đứng thì cái chiều cao của cái ghế thì nó phải cỡ cái level bằng cái ni
cứ nếu mà nhìn thử cái đầu gối đó, đầu gối á, à, cái đó là vừa đó, cái đó là cách để mình đo cái chiều cao của cái ghế cỡ bao nhiêu cho thêm vừa. Thêm một cách nữa, một cách rất là nhẹ đo cái ghế nha. Có nghĩa cái đầu gối phải ngang với cái chiều cái độ cao của cái ghế ngồi mời của mình. Rồi. Còn cái hình đó nữa thì mình nhìn lại mất rồi. Dạ vâng. À, cái hình đó nữa thì cái đầu gối á, thì nó không có bị chạm vô cái đầu của cái ghế ngồi. Giống như cái ghế mà nó dài quá thì cái đầu gối mình nó không có bend được ngay cái chỗ cái chỗ cái đầu của cái ghế thì nó cũng không tốt, cho nên là mình phải để ý cái đó nữa. Cho như là nó cũng như có những cái mình phải để ý là coi như là sao cho nó vừa fit với cái người của mình. Tại vì mỗi người có một cái cỡ khác nhau, mà mình mua được một cái ghế mà nó vừa ý cho mình, nó vừa cho mình á, thì mình sẽ ngồi. Tại vì cái ghế đó thực sự mình ngồi còn nhiều hơn là cái ghế ở nhà mình nữa. Dạ vâng. Cho nên 8 tiếng đồng hồ làm việc. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là phải có cái ghế thật là vừa để cho mình ngồi mình thoải mái mà mình lại không có bị đau lưng, mà mình làm tốt công việc của mình nữa. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì nói về trong cái chủ đề cái ghế đó, Thường Nghiên cũng hỏi luôn. Hỏi xong rồi đài sẽ coi như là các anh chị em sẽ dành nhau. Bởi vì ở đài có nhiều loại ghế. Thưa bác sĩ Giang, là bác sĩ Giang nói là cái lưng, cái miếng đỡ lưng nó có thể xoay được. Phải không ạ? Không, cái đỡ lưng không phải xoay được mà có adjust cái hai được. À vâng. Dạ. Còn cái miếng lưng đó thì Thường Nghiên thấy có loại ghế là nó cứng. Nhưng có loại ghế mình có thể ngửa ra được sau, có nghĩa là cái độ nghiêng ra đằng sau nó thì cái hơi, nào tốt hơn? Nó hơi ra đằng sau thôi chứ đừng có qua ra đằng sau nhiều quá. Tại ra đằng sau nhiều quá thì nó có thể là mình té, mình ngã. Cho nên nó vừa thôi, nó cũng có hơi độ như nhẹ cũng tốt một chút. Dạ, nhưng mà không có nên mà nó swing nhiều quá thì cũng không có tốt. Như vậy vừa thì Hương Yên phải đổi ghế ngồi ở đài, bởi vì cái ghế hiện nó cứng thế này, phải đổi ghế ngửa ra được tí mềm mềm. Ngửa ra mềm mềm chút để cho mình có thể mình có cái độ xoay của cái lưng mình, giống như mình ngồi mà stiff quá cũng không tốt. Mình phải cũng có một cái độ movement để cho mình dựa cũng được. Vâng. Có một cái nữa là Hương Yên thấy những người làm văn phòng á, đôi khi làm mỏi có cái ngửa lưng ra vươn vai hay là tập thể cái đó có nên không ạ? Tốt, có gì chút nữa Giang sẽ chỉ những cái bài tập đó nếu mà mình có thời gian. Dạ vâng. À, mình nói về ghế rồi, mình nói về cái tay. Cái tay để như thế nào với cái con mouse với lại cái keyboard. Thì Giang có cái hình mà nó nói về cái tay đó. Thì nên cái tay giống như Nguyên nhìn cái tay. Cái hình thứ nhất á, nó gọi ghi là perfect. Perfect là giống như là nó tiêu chuẩn đó. Là mình cái tay, nếu mà để ý nhìn cái bàn tay với lại cái cổ tay, cái cánh tay của mình á, nó thẳng một hàng. Nó trên một mặt phẳng. Dạ, nó trên một mặt phẳng. Thì khi đó thì cái tay mình nó sẽ không bị đau. Dạ. Mình đánh nó cũng dễ hơn, thoải mái hơn. Còn cái tay mà để mà như vậy, Giang thấy có rất là nhiều người để cái tay kiểu như vậy. Nhưng mà vậy á, thì là nó đã bị gấp, nó sẽ chặn cái dây thần kinh của mình rồi. Và cái cơ của mình nó sẽ dùng nhiều hơn, nó sẽ không có mạnh bằng. Còn cái thứ kế nữa là cái tay mình á, để mà kiểu cái tay mình thấp quá, rồi có cái hình thứ ba đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ cũng bị đau luôn, để đau cái tay luôn. Là tại vì nó ngửa lên vậy nó cũng ép cái dây chằng ở đây, nó ép lên cái dây thần kinh. Cho nên là luôn luôn để cái tay thẳng để mình đánh máy tập. Thì cái này thực sự mình chỉ về văn phòng, nhưng mà thực sự các em học sinh viên bây giờ là cũng đi học là cũng đánh bài, cũng làm computer rất là nhiều. Và ngồi ghế học cũng ngồi searching rồi làm những cái bài này kia thì cũng làm trên cái monitor, cũng làm đánh máy. Cho nên đó là những cái tư thế mà những em học sinh, sinh viên nên theo. Những cô chú làm trong văn phòng thì cũng nên để ý đến. Và còn những cái nữa giống như những em học sinh đó, thì để ý đến cái backpack của mình. Dạ vâng. Đừng có nên nặng quá. Giống như mình bây giờ thời đại điện tử rồi, có thể mà bút nhiều quá thì mình bớt lại những cái cuốn sách nào dày quá. Nếu mà mình có thể bớt lại thì mình bớt lại. Đi học thì đem những cái cuốn sách nào cần thiết thôi. Tại vì nó nặng quá thì nó sẽ làm cho đau cái vai của mình. Và có nhiều em á, đeo có một bên à. Nó có hai cái quai, backpack thì nó có hai quai. Thì nên đeo hai bên luôn. Và đeo đừng có đeo nó thấp quá.
đeo cho nó vừa lên trên đây, tại vì nó thấp quá nó sẽ kéo cái người mình, nó nặng, nó sẽ làm cho nó nặng cái túi hơn. Nhưng mà cái đó nó phải ở giữa hay sao? Ở vừa giữa, vừa giữa cái lưng của mình thì nó sẽ tốt hơn. Cho nó vừa cái dây, phải adjust cái dây lại và đeo luôn luôn, đeo hai bên, đừng có lười biếng mà đeo một bên không rồi xách đi vòng vòng. Đừng, tại vì cái sức khỏe của mình thật sự các em thì nghĩ là dân mình trẻ, mình đâu có cái này, đâu có gì, mình vô trong phòng gym mình đập tạ, mình đẩy tạ còn được, mà cái này nó đâu có là cái gì. Nhưng mà thực sự là mình đeo một bên là nó đã làm lệch cái cơ thể của mình đi rồi. Dạ. Thì nó sẽ gây ra những cái tư thế xấu, giống như có những em bị giống như kỳ đó Giang và Hưng Yên có nói về scoliosis á. Dạ vâng. Là bị trẹo xương sống là cũng có, tại vì mình cái tư thế thì nó sẽ làm một cái vai thấp hơn, một cái vai cao hơn. Cho nên là cũng để ý để đeo. Hai cha mẹ mà thấy mấy em nhỏ nhỏ là phải tập từ bé đi, để cho các em nó có đó, có nhưng những mà cái habit tốt. Nhưng mà hỏi một chút cái chỗ mà cái gọi là cái đeo cái ba lô đó, chúng ta tạm gọi như vậy đó, thì đeo trước hay đeo sau là tốt hơn? Đeo ba lô dĩ nhiên vậy, đằng sau. Hưng Yên thấy rất nhiều người đeo đằng sau mỏi quá, đeo đằng trước lại cảm giác gì dễ chịu hơn. Nhưng mà đeo túi cơ, đeo cái túi á. Dạ vâng. Nếu mà mình phải đeo cái túi mà cái túi bự mà đựng sách, thì có những con gái á thì hay đeo cái túi đựng sách. Nhưng mà nếu mà mình đeo á thì mình đeo chéo qua. Dạ vâng. Thì nó tốt hơn là mình đeo một bên. Đeo Hưng Yên một bên thấy đi. Những người mà điệu con đôi khi điệu đằng sau cũng điệu đằng trước vậy. Cái đó cũng là một nghề hả? Dạ làm vâng. Mẹ cũng là một nghề. Hưng Yên thấy là mất thời gian đó, là cái đó thường người ta chỉ đeo đằng sau, nhưng mà Hưng Yên thấy có nhiều người đeo đằng trước, nó đang đeo đằng sau nó mỏi cái lưng thì đeo đằng trước nó đỡ. Thì không biết là nên như thế nào, mà Hưng Yên rút lại đến thấy cái nhiều bà mẹ điệu con đó, thì điệu con đằng sau rồi điệu con đằng trước nữa. Có thể là nếu mà điệu con đằng trước á, thì cũng có thể nó cũng ok hơn, nhưng mà mình phải cho nó chặt vô cái người của mình. Giống như mình điệu con đằng trước á, thì mình đừng có để lỏng ra, tay mình phải ôm vô. Dạ, vâng. Thì nó sẽ làm cho cái body của mình nó thẳng hơn, và nó làm stabilize, giống như nó làm cái tư thế của mình nó thẳng hơn. Dạ, vâng. Là mình đeo lủng lẳng, mình cũng nên, nếu mà ấy thì mình phải có cái vòng tay mình ôm nó. Dạ, vâng. Thì nó đỡ xa cái lưng của mình, tại vì khi mà nó xa cái bụng của mình quá thì nó sẽ làm trời, cho cái lưng mình nó bị dùng lực của lưng nhiều, thì cái đó cũng sẽ bị đau lưng. Dạ, nếu vâng. mình để mà nó xa cái lưng mình quá. Dạ vâng. Thì để trước khi mà bác sĩ Giang có vài lời khuyên cách tập thế nào đó, thì bác sĩ Giang có còn gì chia sẻ về vấn đề đối tượng sinh viên, học sinh cũng như là làm văn phòng không ạ? Sinh viên, học sinh thì còn có một cái tư thế mà rất là sai mà hay làm, là các em học ở trên giường. Dạ vâng. Học ở trên giường thì hay... Cái này hay... hơi nhiều đó. Nhiều. Giống như là cái iPad hoặc là cái laptop thì để trên giường, xong rồi cái người khòm xuống giống như là cái con tôm vậy đó. Dạ vâng. Thì cái đó sẽ làm cho cái lưng của các em nó như lưng tôm luôn. Cái đó là một cái mà Giang khuyên, là từ nhỏ các em chơi game cũng hay dùng những cái đó, nhưng mà là nên, cha mẹ nên để ý, tại vì các em thì không để ý đâu, nhưng mà nên để ý. Nếu mà các em muốn chơi game á, mua một cái trái banh bự, thật bự, không biết Hưng Yên biết trái banh bự mà chim ná để bo đó. Dạ vâng. Thì cái banh đó các em ngồi lên trên đó chơi game rất là tốt, mà vẫn có thể mà cái đó cái làm cho cái cơ lưng á nó tốt hơn nhiều lắm. Thì đó là một cái mà cho các em ngồi lên cái trái banh đó mà chơi game gì, cũng có thể lắc cái người rồi chơi theo cái đó cũng được, mà ngồi học hay gì đó thì nó làm cái lưng của mình mạnh hơn. Còn nếu mà ngồi trên giường á thì nên có một cái bàn nhỏ nhỏ, rồi để nó lên, rồi mình học ở trên cái bàn nhỏ nhỏ đó. Cái bàn giống như cao cỡ nhiêu đây, mà nó có những cái độ cao thấp mình chỉnh được. Thì để làm sao cho cái lưng mình thẳng, cái cổ mình thẳng, và cái bức mình có thể làm cho nó nghiêng được. Dạ. Giang có thấy những cái bàn đó bán ở Walmart á. Dạ. Thì cái đó thực sự nó rất là tốt cho các em nếu mà muốn học ở trên giường, tại có những em thì thích học ở trên giường rồi đi ngủ luôn. Dạ, vâng. Thì cái đó nên để ý. Dạ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng gần hết giờ, còn vài ba phút nữa thôi. Thì bây giờ chúng tôi tranh thủ bác sĩ Giang có lời nào khuyên nào mà quan trọng nhất, bài tập nào mà dễ thực tập nhất mà có thể giúp được nhiều nhất, thì mời bác sĩ Giang chia sẻ.
Ok, tại vì hết giờ rồi nhưng mà là mình làm nhanh thôi ha. Thì có thể tập cái rụt vai lên. Dạ vâng. Giữ xong rồi xuống lại, giống như tập xong rồi xoay cái vai làm văn phòng. Xong rồi xoay cái vai ngược chiều này cho nó thoải mái. Xong rồi thay cái tay chiều này, xoay cái tay chiều này. Xong rồi xoay cái cũng phải tập theo bác sĩ Giang chút. À hả, xoay. Dạ vâng. Rồi mình giãn cái tay mình ra. Giãn nha. Giữ vậy 5 giây. À hả, giữ 5 giây. Tôi nhớ số 5 cái giây. Cái nào cũng 5 giây, đúng rồi. Xong rồi co lại. Co nắm. Nắm xong mở ra. Mở ra. Tập vậy cho cái tay mình nó thoải mái. Rồi. Rồi xong ưỡn ra 1 giây. Cũng dễ chịu thật. Xong rồi mình có thể stretch cái lưng mình vậy. Cái cái tay kia mình kéo cái tay này qua. Dạ, cho nó thoải mái cái bắp lưng ở đằng sau. Và cái này là cái lưng. Cứ mỗi lần như vậy cũng 5 giây giữ lại. Rồi mình có thể stretch cái cổ mình qua đây. Rồi stretch qua đây. Mình có thể kéo cái tay mình qua để cho nó được thêm. Rồi đó là một. Rồi mình có thể cúi cái người xuống để cúi cho nó giãn. Dạ, rồi cúi xong ưỡn ra. Rồi xong rồi shaking cái tay mình. Đó là vâng, cho nó giống như máu nó lưu thông. Đấy là những cái bài tập mà cơ bản mà nó thoải mái cho mình. Giống như giữa những cái giờ mà mình làm mỏi á, thì mình nên tập những cái động tác đó. Thực sự là nó rất nhanh thôi. Nó chỉ cần là khoảng chừng không đầy 5 phút nữa, nhưng mà là nó thoải mái cho mình. Hương Yên thấy là những cái cách tập đó nó dễ lắm. Mà quý vị là làm văn phòng á, cho đôi khi chúng ta mỏi quá chúng ta cũng bỏ ra một vài phút. Chúng ta bỏ một vài phút tập thì ông chủ đâu có cầm lên đâu phải không ạ? Rồi có khi mà mình có những cái stress ball á, giống như những cái cục trái banh mà mềm mềm ở chỗ Giang có, nếu mà ai muốn Giang có thể tặng những cái trái banh đó. Thì cái trái banh đó mình cầm xong mình bóp nó, mình cứ bóp tay này bóp tay kia, thì những cái cục trái banh đó nó sẽ làm cái tay mình nó thoải mái, rất máu nó lưu thông, mà cái tay mình nó thoải mái, mình đánh nó sẽ không có bị mỏi, mà nó không bị cramp. Giống như có những người làm một hồi cái tay mình tự nhiên cứng tê. Thì có những cái trái banh đó mình tập thì nó cũng là một cái những cái bài tập rất là dễ mà nó lại phòng chống mình bị đau. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Giang. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi mong ước làm sao là có cơ hội nữa mà có dịp thì bác sĩ Giang sẽ phân tích thêm, và đặc biệt là những bài tập làm sao rất là tiện lợi và rất là thiết thực để chúng ta tránh được cái sự mỏi mệt trong khi làm việc, vừa giúp chúng ta làm việc hiệu quả mà chúng ta cũng giảm được stress nữa. Khi mà chúng ta giảm bớt đau nhức và làm việc hiệu quả hơn, mà khi mà chúng ta rời công việc về nhà, chúng ta đỡ phải mệt mỏi và chúng ta sống với gia đình nó vui vẻ trong cái buổi tối sau khi giờ làm việc, rất là hữu ích. Và chúng tôi hy vọng là chương trình vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm một chút những cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể là làm sao chúng ta giảm bớt đau nhức đi, để mà chúng ta sống vui và sống khỏe và làm việc rất là hiệu quả cao nữa. Và cảm ơn bác sĩ Giang. Và chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có chương trình nữa, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để chia sẻ thêm những cái thông tin và những cái bài học để quý vị có thêm cái kiến thức để mà chúng ta phòng tránh bệnh đau nhức. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.